Quân Nga-Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến, Đức báo tin buồn cho Kiev. Nga và Ukraine đã thông tin về các cuộc giao tranh lan rộng dọc theo chiến tuyến của cuộc chiến khi cuộc phản công lớn vốn được lên kế hoạch từ lâu của Kiev được cho là đã bắt đầu. Giao tranh ác liệt Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ở Kiev hôm 6 tháng 6 đã báo cáo về hàng loạt các cuộc giao tranh trong những ngày qua, bao gồm cả giao tranh ác liệt gần thị trấn Mariska thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga và cảnh báo kẻ thù tiếp tục tập trung, nỗ lực để chiếm đóng hoàn toàn các khu vực Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, các blogger quân sự và quan chức Nga đã nêu bật những bước tiến bất ngờ của Ukraine trong bối cảnh giao tranh xung quanh làng Novodonetsk, phía tây nam thành phố Donetsk, mặc dù những thông tin không thể được xác nhận, độc lập, theo Japan Times. Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ 16, đang bước vào giai đoạn có khả năng mang tính quyết định khi Ukraine tập trung lực lượng nhằm nỗ lực phản công để giành lại các khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông của đất nước. Cuộc phản công đã được hỗ trợ bởi hàng tỷ USD từ vũ khí, từ các đồng minh, châu Âu và châu Mỹ. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 6 tháng 6, Nga vẫn tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine. Họ đã phóng 6 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái Sahes vào các khu vực của Ukraine, Lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ 4 tên lửa và 6 máy bay không người lái. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng thừa nhận rằng quân đội Ukraina đang thực hiện một nỗ lực lớn để chấm dứt nhiều tháng bế tắc trên chiến trường và xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở đông nam Ukraina, trong đó có lực lượng của Moscow đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này. Ông Vladimir Rogov, một quan chức trong chính quyền của tỉnh Zaporozhia do Nga hậu thuẫn cho biết, giao tranh đang tiếp diễn một cách khó đoán ở biên giới tỉnh này với tỉnh Donetsk phía đông vào tuần này sau khi lực lượng phòng thủ của Nga đánh trả bước tiến của Ukraine vào ngày hôm trước. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 6 tuyên bố các lực lượng của họ đã đánh bại một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk vào cuối tuần này. Cuộc tấn công có sự tham gia của các tiểu đoàn xe tăng và cơ giới của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5 tháng 6 cũng cho biết các nhóm chiến thuật hải quân đã bắt đầu các cuộc tập trận ở biển Baltic từ thứ Hai đến ngày 15 tháng 6. Khoảng 40 tàu chiến, tàu hải quân và tàu hỗ trợ cũng như hơn 3.500 nhân viên và 25 máy bay cùng trực thăng đã tham gia tập trận. Đức báo tin buồn cho Kiev Đức đã từ chối tham gia cùng Vương quốc Anh để vận chuyển tên lửa không đối đất tầm xa tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cho biết Đức không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, nhưng có thể xem xét lại quan điểm về việc cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho nước này. Đức sẽ không bàn giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine vào lúc này, ông Pistorius nói. Taurus là tên lửa dẫn đường chính xác có tầm bắn 500 km, tương đương với 311 dặm và có khả năng phá hủy các cơ sở dưới lòng đất, bao gồm bom kè và độ chính xác tuyệt đối. Tên lửa được trang bị các đặc tính tàng hình cho phép nó tránh được sự phát hiện của radar đối phương trước khi tấn công mục tiêu. Tên lửa cũng bao gồm các biện pháp đối phó như một cơ chế tự vệ và các biện pháp đối phó điện tử. Taurus là sản phẩm của Taurus System GMBS, một liên doanh giữa MBDA, Dutchland GMBS và SAS Diamondix AB để phát triển sản xuất và tiếp thị toàn cầu dòng tên lửa tấn công chính xác Taurus. Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus để thực hiện cuộc phản công chống lại Nga đã được thông báo từ lâu. Kiev nói rằng họ cần nhiều vũ khí hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa, để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga và giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng. Ukraine cảnh báo tác động tiêu cực đối với môi trường do vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Ngày 6 tháng 6, giới chức Ukraine thông báo 150 tấn dầu động cơ đã tràn ra sông Dnieper sau vụ vỡ đập thủy điện Kharkovska, miền nam nước này, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực đối với môi trường. Trên mạng xã hội, bà Daria Zavina, cố vấn truyền thông của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết 150 tấn dầu động cơ đã tràn xuống sông Dnieper do vụ vỡ đập thủy điện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo nguy cơ tiếp tục dò dỉ thêm 300 tấn dầu ra sông. Phía thượng nguồn của đập là hồ chứa nước Kharkovska chứa khoảng 18 km khối nước, sắp xỉ lượng nước của hồ muối lớn tại bang Utan, Mỹ. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo lũ lụt vỡ đập có nguy cơ gây ra tác hại lâu dài và không thể đảo ngược đối với các hệ sinh thái trong khu vực. Theo ông, động vật ở vườn thú Nova Kharkovska đã chết do nước dâng cao và đây mới chỉ là tác hại ban đầu đối với động vật hoang dã ở miền nam Ukraine. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra sự hủy diệt hệ sinh thái không chỉ ở Ukraine mà là ở quy mô khu vực. Ngoại trưởng Kuliba kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ vỡ đập Kharkovska. Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan chuyên điều tra về các tội ác nghiêm trọng thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào vụ phá hoại đập Kharkovska. Hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thị trấn Nova Kharkovska, nơi quân đội Nga đang kiểm soát ở tỉnh Kherson của Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kharkovska. Cả Moscow và Kiev đều đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập Kharkovska và đưa ra những thông tin trái chiều về mức độ an toàn của nhà máy thủy điện hạt nhân Zaporizhia, cách đập trên khoảng 150 km. Đập Kharkovska là nơi cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia. Sự cố trên đang làm dấy lên lo ngại một sự cố hạt nhân tại nhà máy điện lớn nhất châu Âu này. Cùng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, cơ quan này hiện chưa thấy nguy cơ mất an toàn hạt nhân, song đang tìm cách để cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia sau khi đập Kharkovska bị hư hại. Trong tuyên bố gửi tới Hội đồng Thống đốc của IAEA, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại nhà máy Zaporozhia, song chưa phát hiện rủi ro an toàn hạt nhân ngay lập tức. Đập Kharkovska hư hại dẫn đến mực nước của hồ chứa giảm 5 cm một giờ. Vào dạng sáng ngày 6 tháng 6, mực nước trong hồ chứa vào khoảng 16,4 m. Ông Grossi cảnh báo nếu lượng nước này giảm xuống dưới 12,7 m, Hồ chứa này không thể đủ nước để bơm vào nhà máy, đồng thời cho rằng điều này có thể xảy ra trong vài ngày tới. Các lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động nhưng vẫn cần nước làm mát để đảm bảo không xảy ra thảm họa hạt nhân. Ông Rossi cảnh báo việc thiếu nước làm mát trong các hệ thống nước làm mát thiết yếu trong một thời gian dài sẽ khiến cho nhiên liệu tan chảy và làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy điện diesel khẩn cấp. Theo Tổng Giám đốc IAEA, các nhân viên nhà máy Zaporozhia đang dồn lực để bơm nước vào các kênh nước làm mát, và các hệ thống liên quan, trong khi tạm dừng cấp nước cho những hoạt động không thiết yếu của nhà máy. Bên cạnh đó, IAEA cũng đang xác định liệu một hồ nước lớn làm mát gần khu vực có thể cung cấp nước làm mát trong vài tháng tới hay không. Hồ nước này được thiết kế trên hồ chứa nước. Người đứng đầu IAEA nhấn mạnh rằng hồ nước làm mát này cần được bảo toàn, đồng thời kêu gọi các bên đảm bảo hồ nước còn nguyên vẹn. Ông Rossi dự kiến thăm nhà máy Zaporozhia vào tuần tới. Vỡ đập gây lụt nghiêm trọng, Ukraine cấp tập sơ tán hàng nghìn dân thường. Mực nước ở sông Nipper tăng mạnh sau khi đập Nova Kharkovska bị sập, buộc Ukraine phải lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn dân ở khu vực này. Chính quyền Khách Sơn hôm 6 tháng 6 thông báo mực nước ở sông Nipper đang tăng hơn 10 mét tại thành phố Nova Kharkovka ở tỉnh Khách Sơn sau khi đập thủy điện Nova Kharkovka bị vỡ. Ông Vladimir Leontiev, Người đứng đầu chính quyền thành phố Nova Kharkovka do Nga bổ nhiệm, cáo buộc lực lượng Ukraine đã kích nổ con đập. Ông cho biết cuộc tấn công và đập thủy điện Kakhovka có thể khiến cho mực nước dâng cao tới 12 mét, nhưng dự kiến mực nước sẽ trở lại bình thường trong vòng 3 ngày. Chúng tôi phải sống sót qua 72 giờ tới. Ông Leontief nói. Ông Leon Tief cho biết chính quyền địa phương đã bắt đầu sơ tán dân khỏi các khu định cư ở ven sông, bao gồm các thị trấn Kososka và Nibranski cũng như các vùng lãnh thổ lân cận với khoảng 300 tòa nhà bị bỏ trống. Andrei Alexenso, lãnh đạo chính quyền Khắc Sơn cho biết 14 khu định cư với 22.000 dân có thể bị ngập lụt, gần 12.000 người ở Khắc Sơn đã bị mất điện do lũ lụt và có thể gặp phải vấn đề về cung cấp nước. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 700 người đã được sơ tán và con số này còn có thể tiếp tục tăng lên. Theo các quan chức địa phương, đập Nova Kharkovka đã bị phá hủy do một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Ông Leontiev gọi đây là một hành động khủng bố. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp địa phương cho biết 14 trong số 28 nhịp của đập đã bị sập và nhiều nhịp khác dự kiến sẽ tiếp tục sập. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã đổ lỗi cho Nga và có buộc Moscow gây ra thảm họa môi trường lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập niên. Tổng thống Zelensky đã ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo các nhà chức trách đang giúp đỡ người dân ở bờ sông Nipper sơ tán tới nơi an toàn. Vào lúc 2 giờ 50 phút, Nga đã thực hiện một vụ nổ bên trong các cấu trúc của nhà máy thủy điện Kakhovka. Khoảng 80 khu định cư nằm trong vùng lũ lụt. Người dân được lệnh sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Chúng tôi làm mọi cách để cứu người. Tất cả lực lượng, quân đội, chính phủ đều tham gia. Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, một loạt các biện pháp về góc độ quốc tế và an ninh đã được thống nhất để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này. Ông Zelensky nói sau cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine. Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã cho nổ tung đập để ngăn lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro trước thềm chiến dịch phản công của Kiev. Trợ lý Tổng thống Ukraine cũng cho rằng lực lượng Nga phá hủy đập để gây trở ngại cho cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, giới chức quân sự Ukraine khẳng định vụ vỡ đập không thể cản trở cuộc tiến công của quân đội nước này. Đập Nova Kharkovka nằm trên sông Dnipro, cách thành phố Kherson khoảng 30 km về phía đông và là một phần của nhà máy thủy điện Kharkovka. Qua đội Ukraine hiện kiểm soát bờ Tây của sông Dnieper, còn lực lượng Nga thì kiểm soát bờ Đông. Đập Nova Kharkovka cung cấp nước cho Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014, cũng như cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia mà Moscow kiểm soát từ năm ngoái. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, đập Nova Kharkovka đã bị coi là mục tiêu tiềm năng vì tầm quan trọng chiến lược của nó, cũng như thiệt hại mà nó có thể gây ra nếu bị phá hủy, Nga đã giành quyền kiểm soát con đập không lâu sau khi tiến quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Tỉnh Khét Sơn ở miền nam Ukraine được coi là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Nga nhằm lập hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến miền đông và miền nam Ukraine. Khét Sơn cũng là một trong bốn tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố sát nhập vào năm ngoái, bất chấp sự phản đối của Kiev.